Alo, em chào cả nhà. Hôm nay thì bên em có về một lô biểu câu đối, biểu câu đối 7 chữ ạ. Cái lô này thì em đặt ở sản xuất ở bên Trung Quốc cả nhà nhé. Thế thì các cái biểu của Trung Quốc thì có cái độ hoàn thiện cao, ở ngoài có dán cái nhãn này để mình biết được cái màu bên trong của nó là màu gì. Đó. Đây ạ. Thì bên em có hai màu là màu đỏ và màu vàng. Thì hôm nay là về lô màu đỏ. Đấy. Còn ngày mai là sẽ về lô màu vàng. Thì trước tiên hôm nay em sẽ review cho cả nhà xem cái hình ảnh của cái biểu câu đối màu đỏ này để cả nhà xem. Thì kích thước của nó là 33, chiều ngang là 33 và chiều dài là 1m80 cả nhà nhé. Chiều dài là 1m80. Đây là cái kích thước nó tương đối là thông dụng để mình treo trang trí. Thì ở đây em đã treo thử một đôi lên rồi. Em treo ở đây hơi gió. Đấy, em sẽ đi vào gần để cho cả nhà xem nhé. Đây ạ. Đó. Đấy. Thế thì cái này nó là giấy xuyến chỉ lượng sáp cả nhà. Nó là một dạng giấy xuyến chỉ. Đó, khi mà mình nhìn vào nó sẽ ánh lên cái ánh kim. Đấy. Và cái ô tròn này để mình viết ý, thì là những cái dạng hoa văn cổ. Đấy. Hoa văn trang trí ấy. Đấy. Cả nhà xem này. Đó. Biểu câu đối này thì bên em đặt hàng cũng đã lâu, nhưng mà do là cũng sản xuất là thủ công nên là cũng không thể nhanh được. Đấy. Thì đến nay hàng mới về. Đấy. Đây là mẫu biểu mà bên em, biểu câu đối mà bên em rất là kỳ vọng và chờ đợi hàng về. Đấy. Nhìn nó khá là dài, rộng. Đấy. Mình treo trong gia đình, treo trang trí văn phòng, công ty, treo trang trí không gian Tết, rất là phù hợp. Đấy. Và màu đỏ này thì nó khá là đẹp. Đấy. Phù hợp với cả cái không khí Tết truyền thống.